tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Thiểm sinh năm 1952, Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1987 về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cả hai bị cáo đều ngụ tại thành phố Bảo Lộc. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4 năm 2014, vì không có đầy đủ giấy tờ để làm giả hồ sơ hưởng chế độ người tham gia kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc hóa học, nên Thiểm đã làm giả giấy chứng nhận bị thương của mình bằng cách lấy giấy tờ gốc của người khác, rồi nhờ Hiền là chủ cơ sở in ấn dùng máy scan và kỹ thuật vi tính xóa thông tin của người được cấp trên giấy, cắt ghép chỉnh sửa mẫu dấu chữ ký của đơn vị quân đội để tạo thành phôi giả. Thiểm dùng giấy A3, A4 in các phôi giả đã chỉnh sửa và ghi thông tin của mình, sau đó nộp hồ sơ để hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học và được nhà nước cho hưởng số tiền hơn 6 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt hồ sơ của mình, Thiểm đã gợi ý cho nhiều người có thời gian tham gia trong quân đội nhưng bị thất lạc các loại giấy tờ, chưa được hưởng các chế độ để làm giả giấy tờ. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, cũng bằng phương pháp trên, Thiểm đã 14 lần làm giả giấy tờ cho người khác. Tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo đã thành thực khai báo, thân nhân tốt, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thiểm 15 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Hiền 48 tháng tù treo và buộc bị cáo Thiểm sung quỹ nhà nước hơn 25 triệu đồng. Tại đây, du khách sẽ được tham quan toàn bộ quy trình sản xuất chế biến của nhà máy Vĩnh Tiến Đà Lạt, từ khâu sơ chế đến đóng gói thành phẩm của các sản phẩm như trà Akiso, trà thảo dược các loại, dây chuyền sản xuất rượu vang, đông trùng hạ thảo, v.v.